CAB là sản phẩm được công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Trần Tiến cung cấp và phân phối cho nhiều đối tác, khách hàng lớn nhằm phục vụ sản xuất các ngành hàng khác nhau. CAB có xuất xứ từ Thái Lan, quy cách phi 200 kg, tồn tại ở dạng dung dịch nhớt màu vàng nhạt, tan được trong nước và dầu. Có khả năng tạo bọt dày và mịn khi tiếp xúc với nước. Có tác dụng ổn định và duy trì tính chất của sản phẩm, đồng thời kéo dài thời gian và hiệu quả sử dụng sản phẩm. Là thành phần có trong một số sản phẩm mỹ phẩm giúp loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn, dầu thừa, các tạp chất khác. Được dùng để làm sạch da và tóc hiệu quả, tạo sự mềm mại, không bị khô, không gây kích ứng da, dùng được cho mọi loại da. Là thành phần trong các sản phẩm gel tạo kiểu, dầu xả, dầu gội, kem dưỡng da mặt, sữa rửa mặt, nước rửa tay. Ngoài ra còn là thành phần trong sản xuất các chất tẩy rửa, xà phòng, nước giặt, nước lau sàn và nước lau kính. Sản phẩm cần được bảo quản ở nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Sau mỗi lần sử dụng, nên đậy kín tránh để tiếp xúc trực tiếp với không khí bên ngoài làm ảnh hưởng đến chất lượng. Trên đây là những thông tin hữu ích về sản phẩm, cũng như hướng dẫn cách sử dụng và bảo quản. Để biết thêm chi tiết sản phẩm hoặc có nhu cầu mua hàng, các bạn có thể liên hệ từ số hotline 0983 838 250 hoặc truy cập vào trang web hoachattrantien.com. Cảm ơn quý khách đã xem video. Hãy đăng ký kênh để theo dõi các sản phẩm mới.